Thưa quý vị, mới vào giữa mùa khô, tuy nhiên nguồn nước mưa dự trữ của người dân tại nhiều địa phương của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã dần cạn kiệt. Trong khi chưa có nước từ các trạm cấp nước tập trung, thì lựa chọn của người dân lúc này đó là phải mua nước với giá cao. Thưa quý vị, không chỉ đời sống gặp khó khăn mà kinh tế của nhiều hộ dân, gia đình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC16. Những xe chở nước như thế này là hình ảnh thường thấy ở xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Tùy vào nhà gần hay xa mà giá nước có thể dao động từ 80.000 đồng đến 110.000 đồng một mét khối. Gia đình ông Phú có 4 người, mỗi tháng xài tiết kiệm cũng mất gần cả triệu đồng tiền nước. Mua nước với giá cao, nhưng gia đình ông cũng chỉ dùng nước này để tắm rửa, nấu ăn, chứ không dùng để uống, vì sợ chất lượng nước không đảm bảo. Giá cao cả nào, cỡ là phải đổi thôi em, chứ giờ nước đây không có rồi sao? Cứ là hai khối vậy, cứ là khối 100.000, mà trong đó rồi chở xuống, chở chứ chưa chắc trong đó là nó đủ hai khối nữa. Nói chung cái đổi thì có nước xài thôi, chứ anh cũng không biết là có phải nước xài ra không đó, anh không đành. Nếu không mua được nước bằng xe, người dân phải mua nước từ những ghe chở nước, nhưng không phải lúc nào cũng mua được. Nhà nào ít thì vài trăm, nhiều thì vài triệu đồng để mua nước sinh hoạt, nên sử dụng tiết kiệm trở thành thói quen của bất kỳ ai trong làng. 3-4 nhà, 5-6 nhà mới đủ một ghe, người ta mới đem xuống. Còn như mà không đủ một ghe, người ta đâu đem như... Tí như mình giờ hết bất tử đi, mình hết 5 khối thì giờ người ta đâu có 5 khối, người ta đâu có xuống, chi phí của người ta đâu có xuống đâu. Mỗi ngày, ông Việt đều cho đàn bò ra đây uống nước. Nước ngọt khan hiếm nên mỗi ngày đàn bò của ông chỉ được uống nước đúng 2 lần và phải giảm đàn đi một nửa. Nước mặn ăn sâu vào đất liền nên ở đây bà con không thể trồng cây gì. Nhà nào có đất rộng thì nuôi thêm vài con bò, con vịt, nhưng nước uống cho vật nuôi vẫn luôn là trở ngại lớn nhất. Với kinh phí mà ngân sách hiện nay đó cũng còn khó khăn, hạn hẹp, cho nên việc đầu tư này chắc phải còn cái lộ trình. Thì theo tính toán thì khả năng là trong năm nay, năm 2019 và năm 2020 thì có thể mới là đầu tư được cơ bản. Mùa khô năm nay, tỉnh Tiền Giang vẫn còn hơn 14.700 hộ dân nông thôn chưa thể tiếp cận nguồn nước từ các trạm cấp nước tập trung. Nước sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân. Một khi nhu cầu thiết yếu này chưa được đáp ứng, thì chẳng những đời sống của người dân bị ảnh hưởng, mà kinh tế địa phương cũng chẳng khá lên được.